Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2024 và thực hiện tháng hành động vì môi trường, sáng nay quận Cẩm Lệ tổ chức ngày hội kiến tạo lối sống xanh, khởi nghiệp xanh. Những năm qua, quận Cẩm Lệ đã rất nỗ lực trong thực hiện và triển khai công tác bảo vệ môi trường của quận nhà, đóng góp vào quá trình phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Và tại sự kiện ngày hội hôm nay, lãnh đạo quận kêu gọi mỗi cơ quan đơn vị người dân hãy thực sự là nhân tố tích cực, nêu cao trách nhiệm bằng hành động thiết thực vì môi trường. Quận tôi trong tháng hành động này tổ chức rất là nhiều các hoạt động và cái ngày hội môi trường kiến tạo lối sống xanh, khởi nghiệp xanh là một cái ngày hội bắt đầu trong chuỗi sự kiện một tháng hành động bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Qua đó quận mong muốn là nâng cao cái nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả có tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau phần khai mạc, ngày hội diễn ra với các phần thi hấp dẫn của 6 đội thi đến từ 6 phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ với 8 nội dung chính bao gồm thi trưng bày gian hàng sản phẩm khởi nghiệp, các sản phẩm tái chế, thi đồng diễn vũ điệu xanh, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, nhảy hiện đại, thi dân vũ, diễu hành xe đạp tuyên truyền các trò chơi vận động. Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng cũng đã đồng hành tổ chức các hoạt động thu đổi rác tài nguyên nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn. Hưởng ứng chương trình Ngày Môi trường Thế giới năm nay thì công ty tham gia tất cả các gian hàng thu mua rác tái chế và tặng quà trên địa bàn tất cả các quận huyện. Thì đến nay thì công ty đã thực hiện được hầu hết tất cả quận huyện trên địa bàn thành phố. Cái hoạt động của công ty thì mong muốn được góp phần vào cái công tác bảo vệ môi trường chung của thành phố cũng như là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Tôi thấy cái hoạt động này là rất là ý nghĩa, không những là đối với lại phụ nữ, thanh niên nói riêng mà là đối với toàn dân. Những cái phong trào này là cũng là góp phần vào cái cùng với Đà Nẵng mình xây dựng môi trường thân thiện và thành phố đáng sống, thành phố xanh sạch đẹp theo như mong ước của người dân Đà Nẵng của chúng ta. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, góp phần thực hiện hiệu quả đề án Cẩm Lệ quận môi trường giai đoạn 2021-2025.